Lời đầu xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu trên mọi miền Tổ quốc. Qua đêm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua. Cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời cổ vũ chân thành cũng như lời động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em hoàn thiện. Em xin cảm ơn các bác có kinh nghiệm chơi audio đã nhiều kinh nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Hôm nay ngày 17 tháng 7 em tiếp tục làm video giới thiệu các bác một chiếc đầu của hãng Đờ Lông. Với màu đen là DMD 800. Chiếc này được sản xuất năm 1999. Nó sở hữu sai ngang là 43,5, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó là 29 cm. Chiếc đầu này nặng 4 kg. Mặt phay nhôm xước màu vàng gold, rất là đẹp và sang trọng. Nó có chức năng đọc đĩa MD, giải mã mạng cần mồi. Đấy, chức năng ghi đĩa MD không ghi được các bác nhé. Đấy, tình trạng này báo rõ luôn các bác là nó chỉ giải mã mạng. Đấy, thì cần đĩa mồi qua đường analog, qua đường cổng quang, đấy, qua đường cổng cô xoan và đọc tốt đĩa MD. Đấy, chức năng ghi đĩa không hoạt động. Về phần mặt trước của em nó đây là cái phần này thì bác sử dụng rồi, để vào nút off này để không tránh tự động, nút chỉnh cái phone này. Đây là đường các chỉnh input các đường vào các nhá. Em đang để chế độ đường ống trực 1 để chút em sẽ kết nối với sau. Đây là nút set và tất cả các nút hoạt động dành cho cái điện MIDI. Còn phía dưới này là chuyển qua bài input, đây là các lỗi input giver này, là chỉnh cái volume ghi cũng như âm thanh phát ra cho đường analog các bác nhé. Nhưng đường cổng quang thì không dùng nút này được, đường cổng quang nó tự động. Có lỗi edit này là nút để cái nút xóa xóa đĩa bài trong đĩa. Đấy, đến với enter. Chức năng nó tương tự giống nhau hết các bạn. Thì giải mã mạng cần mồi là cái gì? Là các bác cần một cái đĩa MD còn dung lượng các bác cho vào. Đấy, và ấn cái nút Z này thì tự động nó sẽ giải mã. Đấy, và khi các bác cho vào thì các bác hãy nhớ gạt cái phần phần trắng này để sang các nhé. Đấy, thì một chút em sẽ là cứ các bác. Đây phần ngoại hình của em ở đây thì em quay cho các bác xem. Đấy, đây có phải có cứ một chút là em chọn nên vẫn bị các bác. Và cái đầu lúm volume này có hơi bị cháy một chút này. Đấy, đúng nhé, hơi phai một chút thôi, rất là mới. Phần cạnh trên này đây nó có cháy. Đấy, phần hồi bên đây vẫn đẹp. Đấy, phần lắp lưng cạnh trên của nó đây, đây có cháy quá này. Đấy, một cái chấm. Đấy, lắp lưng rất đẹp. Đây có một cái lỗ hơi vết này, hơi nhô lên một chút thôi. Đấy, rất là đẹp. Đây, model của nó là DMD 800, điện 100V, công suất tiêu thụ của nó 16W, sơi máy của nó là 01015605542, sản xuất tại Nhật Bản. Đấy, đây là đường cổng quang ra, đây là đường cô xoan vào, là đường đi tổ vào đây, và đường hai đường cổng quang vào, ốc từ cổ 1, ốc từ cổ 2. Đấy là hiện sáng các nhá. Thì là kết nối mới được chiếc đầu phía dưới đây rồi. Đấy, còn đây là đường analog vào, các bác kết nối qua thiết bị khác, chẳng hạn như là điện thoại hay là đầu hay là cái gì tùy thích, cái TV của các bác. Đấy, để giải mã có đường analog. Và đây là đường out, là đường ra âm đi. Đấy, để trước khi vào test cái chức năng hoạt động của em nó thì bác nào xem video mà chưa đăng ký kênh thì các bác hãy hoan hỉ đăng ký kênh cho các em. Đấy, và các bác đừng tiếc cho em xin một like để kênh càng phát triển. Đấy, các bác yêu thương em, các bác share kênh YouTube của em trên trang cá nhân của mình, qua Zalo hay Facebook, qua hội nhóm để anh em bạn bè được biết đến. Em sẽ test cái chức năng giải mã trước. Đây, các bạn thấy là đây. Đấy,
chỉ cần một cái đĩa MD có dung lượng, và là mua chiếc đầu này em tặng luôn một đĩa MD này, và đã ghi nhạc của Duy Khánh và ấy là nhận ngay, và em tặng một cái dây quang để các bác giải mã. Em sẽ bấm phát đây, bấm nút Z này để giải mã. Chuyển sang giải mã qua đường cổng Alok này. Đấy, qua đường Alok các bạn nhé. Alok thì các bác còn chỉnh được. Đấy, đường Alok, riêng đường Alok thì các bác có chỉnh được cái volume ghi hay phát. Nó để vừa phải thôi, con để nó vừa phải thôi. Gió sẽ có về lòng người có lắm chưa cây. Ta như con thuyền ngược xuôi đi đó đây, tìm anh nào thấy. Lối cũ có còn chiều loáng nắng hay mưa rơi, đến cũ có còn người lặng đứng ngắm xa khơi, hay xa đi rồi biển biển xa xa khắp nơi. Trong duyên kiếp không mong chờ người đã như người vẫn tìm nhau trong duyên kiếp không mong chờ người đã như bạn
chức lăng giải mã của chiếc tàu này qua đường Cổng Quang này, qua đường Aranok rất hoàn hảo. Đấy. Và sau đây em sẽ test cái chức lăng đọc đĩa mở đi. Đọc đĩa mở đi. Em mở cho đĩa ra. Đấy. Đâu đó đọc đĩa. Lại nhau xa cách từ lâu rồi, hơn 20 tuổi đời.
Xin phép được dừng video test tại đây. Thì trước tuần này các bác thấy rồi, chức năng hoạt động tốt, đọc đĩa MD đúng nào, rồi là giải mã mạng cần nĩ mồi, hoạt động rất là hoàn hảo. Em bán chiếc đầu này mệnh giá là 2,5 triệu đồng bao phí ship toàn quốc cho các bác. Em bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269, ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.